Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Quỳnh. Đây là truyện tâm linh và truyện được mang tên là Rạch lùm quỷ sự. Để giới thiệu về bộ truyện này thì Khôi chỉ có một ý thôi. Về cá nhân Khôi thì Khôi cực kỳ đã cái nư khi mà Khôi làm cái truyện này. Đã rất rất là lâu rồi thì Khôi mới được làm một cái truyện mà trong đó Khôi đầu tư cả về âm nhạc, chất xám lẫn cả hiệu ứng âm thanh và cắt đọc, đầu tư cực kỳ nhiều để mới có thể làm ra được cái bộ truyện này. Thì Quỳnh à, anh rất là thích cái truyện này của em luôn, cũng rất là cảm ơn em đã cho anh được thực hiện bộ truyện này và để anh gửi đến cho quý thính giả bộ truyện này. Anh cảm ơn em rất là nhiều. cũng nhân clip này, Khôi xin cảm ơn anh Ngô Tấn Lộc và anh Nguyên hoặc là anh Nguyễn đã gửi ủng hộ tiền cho kênh. Và Khôi một lần nữa, Khôi xin cảm ơn hai anh rất là nhiều ạ. Và ngay sau đây, Khôi xin bắt đầu câu chuyện ạ. Trời rầm hì hì, mưa hột nào hột nấy bự như hột bắp, chổi rào rào trên mái nhà. Thứ này mà ló đầu ra, nó chổi hổng rát da nữa thì thôi chứ. Vậy mà tụi con nít nó vẫn ầm ầm ngoài sân trong cái màn mưa trắng trời trắng đất. Bà Sáu chép miệng, vừa chửi lầm thầm, vừa đi ra sau nhà. Tổ cha cái đám lâu nhau này, dầm mưa cho dữ vô rồi bệnh là tao kêu tụi nó quánh thấy mồ nội hết cho coi. Tụi nhỏ này ở trong xóm cứ kêu bà là bà nội vì bà đã lớn tuổi lắm. Bà ở đây chỉ có một mình, không ai thân thích. Làng xóm ai cũng thương bà, coi bà như cô bác trong nhà. Có cái gì ngon cũng đem qua. Lần nào bà cũng rầy. Tao có mình ơn hà, ăn uống gì đâu á, bay đem qua cả đống cả làng. Hết đứa này tới đứa kia, đồ ăn còn treo trên giống kìa, ăn có hết đâu. Tụi con nít thì suốt ngày chơi giỡn trước cái sân nhà bà. Có khi tụi nó phụ bà ôm củi, nhổ cỏ sân. Trưa nắng quá thì tụi nó kéo nhau qua năn nỉ bà kể chuyện đời xưa. Đứa ngồi bóp chân, đứa dầm trầu cho bà ăn. Bà cũng thương tụi nó như cháu nội. Bà có cái nghề làm mắm. Con cá nào qua tay của bà ủ rồi thì cũng thành con mắm ngon. Ai ăn cũng phải gật gù mà khen. Bà già vậy chứ cầm tay có say thính dù dù. Con mắm thính nó thơm nực. Tụi nhỏ cứ vô tới cái cháy bếp của bà là đứng hít hà mùi mắm. Có bữa bà đem mắm ra cho tụi nó xé ăn với chuối chét, khế chua, bốc cơm nguội. Tụi nó ăn xong, đứa nào đứa nấy vỗ bụng bành bạch. Thằng Giang mới 5 tuổi, phán câu tỉnh bơ. Bà nội mần mắm ăn ngon thấy ớn luôn. Mốt mà bà nội chết chắc không ai mần ngon được như vậy nữa đâu. Con Máng quay qua, cú đầu nó một cái mà chửi. Cái thằng quỷ nhỏ này, sao mày ăn nói vô duyên vậy mày? Mày mốt nói chuyện kiểu đó, tao tán không còn cái răng ăn cháo nghe mày. Bà Năm lại gần, dò dò cái đầu thằng Vàng, lúc này đang méo chảy dài, mà can hai đứa. Thôi thôi, em còn nhỏ, đừng quánh em con. Thì bà nội già rồi, mày mốt cũng chết, chứ sao sống được. Cả đám ngồi chống tay lên cạnh hàm, nhìn xa xăm. Tụi nó nghĩ, nếu một ngày mà bà nội có chết thiệt, thì không biết tụi nó phải làm sao. Chắc là sẽ buồn thúi ruột thúi gan chứ không giỡn à. Bà Sáu nhìn cảnh này thì phì cười. Cả một đám ông bà cụ non mắc mệt à. Mấy bà cháu đang ngồi mạnh ai nấy suy nghĩ thì Út Tiến bước vô. Dạ con thưa bà nội, con mới qua. Bày qua với ai đó? Sao không vô nhà mà thục lố ngoài sân nắng thấy bà? Út Tiến ngoái đầu nhìn ra ngó nghiêng rồi trả lời bà Sáu. Dạ con đi một mình nội ơi. Con đâu thấy ai đâu nội. Vậy chắc nội dòm lộn. Thôi ngồi giống đằng kia cho đỡ mệt. Này qua chơi hay mận cái gì? Dạ con qua hỏi mua ký mắm. Với lại nội chỉ cho con nấu mắm kho đi nội. Cha con ổng hay nói không biết chừng nào con kho mắm ngon như nội á. Bà Sáu cười cười đi ra nhà sau. Út Tím bỏ cái nón lá xuống đất rồi cũng tò tò đi theo bà Sáu. Ra tới mấy cái hũ mắm,
Bà Sáu đưa cho Út Tím cái tô rồi nói: "Bay ở cầm giùm nội, để nội gấp ra coi nè." Vừa gấp mắm ra, bà vừa nói: "Nồi mắm á, muốn kho ngon là phải đầy đủ tỏi, sả, ớt với củ hành, rau ngò ôm. Mắm mặn bay lượt xương, còn mắm chua thì khỏi. Bởi vì mắm chua xương nó mềm, nấu một chập nó thấm, ăn ngon thêm chứ gì đâu hà. Nêm chưa quen tay thì nêm một lần một ít, nêm chừng nào vừa miệng thì thôi." Vậy Út Tím xong, bà Sáu cũng đã gấp đầy tô mắm. Mấy con mắm cá phi này mà đem đi kho thì ngon thấu trời ông địa. Bà kêu Út Tím đem về đi, bà cho chứ không bán. Hai bà cháu cứ đẩy tờ tiền tới lui trong bếp. Cuối cùng Út Tím nhét vô cổ áo bà, rồi sẵn tay mang luôn bầu ngực của bà một cái, rồi chạy lẻ ra sân. Bà Sáu chửi giới theo: "Mẹ cha mày, cái con khỉ hà." Út Tím cười hát hát, ngoái vô nói với tụi nhỏ: "Mời qua bên chế mần má lá nghe mấy đứa." Mấy đứa nhỏ dạ một tiếng, rồi leo leo chế Út Tím, lớn rồi còn mang dấu bà nội. Út Tím là con của chú Tư Xanh, năm nay cũng đã 16. Cô nàng tánh tình dễ thương, mặt mày hiền hậu, bao nhiêu trai làng cứ ngắt nghé suốt thôi. Nhưng mà còn ngại ông Tư, nói đúng hơn là ngại mấy cái ổ ông nhà ổng. Không có anh chàng nào dám thục ló ngoài cửa rào mà ngắm nghía Út Tím đâu. Số là ông Tư, ổng có nghề ăn ong. Tờ mờ sáng là ông đã xách cây dao mát giót, đeo cái vỏ tre trên lưng mà đi. Xế chiều ông mới về. Có bữa ông về đem theo cả chục ổ ong đầy mật. Mấy ông nhậu của xóm này ghiền món rượu ngâm mật ong của ông Tư lắm. Nhà có hai cha con, bà Tư thì mất hồi Út Tím mới 5 tuổi. Ông đi mận sợ con gái ở nhà bị chọc ghẹo, nên ông nghĩ ra một cách. Ông nuôi hai ổ ong mật bự lắm. Hàng ngày ông bị Út Tím lấy áo của cô treo lên gần tổ ong. Ông đi mận về cũng treo áo lên gần đó, mục đích là cho tụi nó quen hơi. Thí dụ có chuyện gì tụi nó cũng không đánh hai cha con. Ông treo trước sân một ổ, ngoài sau nhà một ổ. Thành thử ra ai thấy nhà ông cũng dội ngược, cho tiền cũng không dám bước vô. Lúc nãy Út Tím rủ thì tụi nó dạ vậy chứ, có đứa nào dám bước qua nhà ông Tư đâu. Nghĩ cũng tội, không biết tới chừng nào ông Tư mới hạ ổ ông xuống cho Út Tím có bạn bè nữa. Thấy trời đã dịu nắng, bà Sáu xách cây cuốc đi ra cửa. Con mé ngồi dậy cái rẹt mà hỏi: "Ủa nội đi đâu vậy nội?" "Nội đi cuốc trùng câu cá chốt." Cả đám bò dậy lồm cồm: Con đi nữa. Bà Sáu xách cuốc đi một hơi ra mé bụi tre cặp ao bông súng. Bà cuốc mấy cái, lật lên mấy cục đất hơi ướt, trong đó loằng ngoằng mấy con trùng cơm đỏ hồng bằng đầu đũa ăn, mập ú. Thằng chuột cầm cái gáo dừa chạy lại, cầm con trùng kéo lên dài nhằn mà bỏ vô. Nó quay qua ghẹo thằng Vàng: "Ê Vàng, mày coi anh biểu diễn nuốt trùng sống nè." Đoạn nó hả miệng, giả bộ bỏ con trùng vô. Thằng Vàng thấy vậy khóc sùm. Tụi nhỏ cười gian động cái bờ ao. Được một chập thì trong cái gáo dừa đã lúc nhúc trùng. Mấy bà cháu dẫn nhau xuống mé sông mà câu cá chốt. Bà Sáu lựa một chỗ khuất nắng, ngồi xuống ngắt một khúc trùng rồi móc vô lưỡi câu. Cái giống trùng nó tanh mà dai nữa, vừa nhảy cá vừa lau hết mồi. Gặp ngay tuổi cá chốt nó ham ăn, đào mấy con trùng là câu cả thùng chứ không chơi. Bà thảy mồi xuống, đập đầu cần câu vô nước, nghe chủm chủm mấy cái, rồi chờ. Chút xíu sau, cái nhỡ câu hơi động đậy, bất ngờ nó kéo đi một cái dèo. Bà mỉm cười, gạt nhẹ cái cần, kéo lên một con cá chốt ú mềm bằng nửa cùng tay con mén. Tụi nhỏ bu theo ngồi đó khoái lắm, nhưng không dám la, sợ bà nội đủ dìa. Bà Sáu cầm cái hàm dưới con cá, gỡ cái lưỡi câu ra dễ ợt, thảy cái phịch vô thùng. Con cá giãy bạch bạch mấy cái rồi nằm im kêu ẹt ẹt. Thằng chuột múc một miếng nước đổ vô thùng. Con cá khoái quá, lội lăn xăng như muốn nói: "Cảm ơn mày nghe, thằng quỷ nhỏ." Ngồi chưa nóng chỗ mà bà Sáu đã câu được quá trời cá. Thằng Vàng ngồi chỉ đếm đếm thì bị con mén tán cho một cái vô đầu. "Dặn biết nhiêu lần, bà nội đi câu đừng có theo ngồi đếm. Mày đếm là nội không câu dính nữa đó, biết không?" Con mén hơi mạnh tay, làm cho tay thằng Vàng sượt một cái vô gai con cá chốt.
Nó khóc que que lên vì nhức. Bà Năm hết hồn, quay qua dỗ. Thôi, nín nín đi con. Để bà nội làm cho hết nhức nè. Cái con mén này, sao tối ngày quánh em vậy mày? Bà thò tay vô thùng, bắt lấy một con cá chốt, ngắt lấy cái chót đuôi, nặng máu ngón tay thằng Vàng ra một xíu, chùi sạch rồi đắp vô. Được một chút thì hết nhức, thằng nhỏ lại nhe răng ra mà cười. Bà lắc đầu, thầm chửi trong bụng. Bà mẹ nó cái tụi này, không có tụi nó, chăng buồn chết luôn à. Chừng bà Sáu quay qua, thấy anh Ba Mến, cha của con mén thằng Vàng đang đi tới. Thấy mấy bà cháu ngồi đó, anh cười cười. Câu được nhiều chưa sao? Hình như đang vô mùa cá chốt. Tối nay mấy anh em trong xóm đi chài nè. Sáu câu chi cho mệt. Để tụi con bắt dìa mần sẵn đem qua. Thôi mệt tụi bay quá. Tao còn mần được để tao mần. Mày mốn tao già nằm một chỗ cho tụi bay mặc sức mà nuôi. Coi chừng tới đó bỏ bù lưu bù lóc nữa à. Thằng Vàng chen vô quất cái mỏ lên mà nói. Mày mớ để Vàng nuôi nội. Ngày nào Vàng cũng bắt gà qua cho nội ăn. Anh Ba cười khà khà vỗ đầu thằng con. Trời đất, cái thằng có hiếu ghê luôn ta ơi. Bà nội nó già rụng hết răng, nó cho ăn gà mới dễ sợ chứ. Thôi, hai đứa về ăn cơm để nội mần. Tụi bay theo phá hoài, bà không có mần ăn gì được. Còn mấy đứa kia cũng về ăn cơm đi. Cha má tụi bay réo nãy giờ đó. Hồi nữa ăn rồi trừ cơm, rồi đừng có khóc à. Nói tới anh Ba Mến, cả xóm ai cũng ngán ổng. Đầu trên xóm dưới, ai cũng kêu ổng là ba chè. Đợt đó hổng biên mấy ổng nói chuyện gì đó với nhau, xong rồi quay qua thách đố. Ai ăn hết 50 viên chè trôi nước, thì cả bọn sẽ thua một con gà để làm mồi nhậu. Anh Ba Mến cười cười mà nói. Giờ thí dụ tôi ăn hết 100 viên, thì mấy ông thua hai con hả? Một ông lên tiếng thách thức. Đúng rồi, mày ăn hết 100 viên, thì tụi tao chung hai con. Riêng phần tao chung thêm hai con nữa. Mày dám chơi không? Có gì đâu mà không dám. Tôi sợ mấy ông bẻ kẹo thôi. Nói rồi, mấy ông hùng nhau đưa tiền cho mấy bà vợ đi mua đồ về nấu chè trôi nước. Mấy bà ngạc nhiên hỏi, bữa nay đám thôi nôi con ai mà nấu tới 100 viên chè? Mấy ông nhìn nhau cười cười, không nói gì. Vậy rồi hì hụi cả buổi, mấy bà vợ xúm nhau nặng được 120 viên chè. Hai ông trong đám ẹ ạch khiêng cái nồi ra để ngoài chỗ cái bàn đang tụ họp. Đợi cho chè nguội bớt, anh ta bắt đầu ra tay tác chiến. Ta nói nhìn ổng ăn mà người nào người nấy há hốc miệng, không thể tin vô mắt mình. Người thì cũng đâu có bự con lắm đâu, rồi chỗ đâu mà chứa dữ vậy. Chè vừa nguội hẳn thì anh Ba đã xử hết 119 viên. Còn một viên, ông kế bên xin lại cho con ổng đang khóc vì thèm chè. Ông nào ông nấy xá dài bái phục. Anh Ba ôm trọn giải thưởng một cách ngon lành. Từ đó về sau, hổng ông nào dám thách anh Ba mấy cái vụ ăn uống này nữa. Vậy đó, cái xóm đạch lầm này, nó bình yên mà trôi qua hết ngày này năm nọ. Cặp tranh đất nhà bà Sáu là bà Hai Liễu. Bà bị Liễu riết mà được đặt thành danh. Mấy đứa nhỏ trong xóm hay chọc ghẹo bà. Bị mỗi lần bà Liễu nhìn mắt cười dữ lắm. Ai làm bà giật mình là kêu gì bà làm cái đó. Xong rồi bà mệt ngồi thở thôi là thở. Người lớn mà biên mấy đứa nhỏ chọc ghẹo bà, thế nào cũng bị ăn rồi. Y như cái bữa bà Hai đi lượm được ổ trứng vịt ngoài bờ vô. Đang đi né né mấy cái bụi cỏ xước thì thằng Đen núp đằng sau nhảy lên chụp bà một cái. Hầu bà Hai! Ý, trời trời ơi! Bà nội cha mày! Lọt mương té địa bò qua bò lại! Thấy mồ nổi tao! Mồ nổi mày! Bà Hai liễn! Trời trời ơi! Bà nội cha mày! Liễn nè! Tao liễn mày nè! Bà vừa liễu, cái tay bà vừa liễn cái rổ trứng xuống mương. Khi định thần lại thì đã tiêu hết trơn hết trọi. Bà ngồi xuống vừa mệt vừa tức, bà khóc hu hu. Thằng Đen thì nó đang cười lăn cười bò dưới bãi cỏ. Anh Ba Mến đi từ đằng xa thấy hết. Anh chạy lại sáng cho nó bộp tai rồi chửi. Mẹ mày cái thằng mất dạy, ai dạy mày cái thối đó hả? Lội xuống mương mò trứng lên cho bà Hai. Mày mà không mò đủ, tao đập chết cha cho mày coi. Khỏi cần mét cha mẹ mày luôn.
Thằng Đen như bị trời đánh, tay ôm mặt, miệng méo máu tụt xuống cái mương mà mò rổ trứng lên cho bà hai. Từ đó về sau, nó tịt luôn, không dám chơi cái trò đó nữa. Bà hai thêm cái tật lãng tai, người ta nói cái này, bà xỏ qua cái kia hết trơn hết trọi. Gặp ai tánh nóng là không nói chuyện được với bà quá hai câu. Bữa bà Sáu đứng bên này hỏi giới qua. Ôi chị hai, ăn cơm chưa? Nắng muốn chết mà mưa gì mà mưa. Không, tôi hỏi chị ăn cơm chưa? Ăn cơm á, ăn cơm. Ăn á, ăn cơm. Bà Sáu vừa nói vừa lấy tay quơ quơ như đang dà cơm vô miệng. Bà hai gật gật đầu. À, tưởng nói cái gì? Thơm, mắm thơm. Bay qua tới bên này luôn. Thơm lắm. Bà Sáu hết cách, cười cười đi vô nhà, đem mấy con cá chốt trứng kho sả ớt qua cho bà hai ăn cơm. Thiệt là tội nghiệp à. Già rồi cái là lãng hết trơn vậy à. Có ai mà muốn mình như vậy đâu chứ. Bởi vậy mới thương nhau, ai đâu mắc quạo mận chi. Qua tới nhà bà hai, bà Sáu thấy bà đang lủi hủi quét nhà. Thấy bà hai bước cứ cà nhát, bà Sáu vừa để cái chén cá kho lên bàn, vừa hỏi. Ủa rồi mận cái gì á, chân cẳng cà nhát nữa. Tôi nói rồi, già cả đêm hôm, ra giường mận chi không biết à. Bà hai thẳng cái lưng lên, đấm đấm mấy cái, rồi nói. Có đi ra giường đâu, hồi chạng vạng hôm qua, xuống cái sàn lãng dưới sông rửa giò, dẫm trúng cái gì á, như nhớ cá, té một cái đùi. Mẹ bà nó trẹo luôn cái xương hông à. Trời đất, ai làm chi với đó mà trơn. Rồi có sao không, sức dậu gì chưa? Sức rồi, cũng đỡ rồi mới mận công chuyện được đó chứ. Thôi, mốt đi coi cẩn thận, đừng có tâm hơ tâm hớt gì nữa nghe không? Già hết trơn rồi, giờ mà gái dập gì một cái là nằm luôn đó. Bà hai đang nói chuyện trên nhà, thì nghe tiếng cười nói râm ran dưới sông. Bà Sáu bước ra cửa dòng xuống, thì ra là chiếc ghe của Đào, cô chủ quán nhậu nổi của cái xứ này. Quán nhậu nổi mới nghe qua cũng hơi lạ, nhưng thực ra nó là chiếc ghe chuyên cấp đồ ngon cho mấy ông có nhu cầu ăn nhậu, với lại... Đào là con một của ông bà Tư Giao, nổi tiếng lẳng lơ từ ngày còn nhỏ xíu. Nói về khoảng đông đưa liếc mắt chồng người, thì cô nàng nhận giải nhất, không ai dám nhận giải đặc biệt. Trai tơ thì hiếm lắm mới có thằng mê cô. Bởi vậy mà cô chỉ còn nước chèo kéo mấy ông đã có vợ để tăng thu nhập. Đôi lúc thì cũng vì đam mê, vì bản năng mà thôi. Khuyên răng con gái hoài không được, thêm chuyện cứ cách ít lâu là vợ người ta kiếm tới nhà mà chửi bới. Hai ông bà nhục nhã bỏ đi xứ khác, từ mặt luôn con gái. Còn lại một mình, Đào không những không hối hận mà còn lấy đó làm vui. Cô bán hết nhà cửa ruộng đất cha má để lại, sắm một chiếc ghe máy mà vui thú sông nước. Nghiền ngẫm một thời gian, Đào sáng kiến ra hình thức kinh doanh mới. Cô ta mua đầy đủ các thứ như một quán nhậu chánh hiệu, chiều chiều chạy ghe trà trà dọc bờ sông. Ai mua mồi mua rượu thì cô bán, ai có nhu cầu lên ghe vừa nhậu vừa ngắm cảnh cô cũng chiều. Còn ông nào nhậu xong muốn ở lại thăm thú Đào nguyên, cô càng cảm ơn hơn. Ghe của Đào trang bị như một căn nhà di động nên chẳng khó khăn gì trong việc chiều chuộng khách hàng. Cuộc sống như vậy mà trôi làm cho Đào cảm thấy vui thích lắm. Nhiều khi cô còn nghĩ, sao cha má không bỏ cô sớm hơn để cô được thỏa thích mà sống như vậy ta. Chiều bữa đó, khi Đào đang chuẩn bị chống ghe đi bán thì có một người đàn bà từ tốn bước xuống bến sông. Theo sau là bốn thanh niên lực điền, mặt lạnh như nước đá. Bà ta cười cười bước xuống ghe của Đào. Mấy thằng kia cũng bước theo. Mới đầu, Đào nhìn không ra, tưởng người ta xuống mua đồ nhậu. Tới gần, Đào giật mình định la lên thì một thằng nhào tới, nhanh nhẹn chụp miệng cô lại. Chỉ trong chớp mắt, tay cô nàng đã bị trói ra đằng sau, miệng bị nhét khăn, không la lối gì được. Cũng tại cô ta thôi, lựa cái bến gián tanh để dễ bề hành sự, nên dở muốn kêu ai cũng đâu có ai mà ra giúp. Bà lạ mặt ngồi tréo ngoảy trên cái miếng dán mắt ngang làm ghế, giọng từ từ, nhẹ nhàng mà nghe lạnh cả người. Qua chưa ghen bậu lả lơi, bậu đà ghen ngược, trời ơi nó kỳ. Em biết chị là ai phải không? Là cái người mà em rủ rê chồng chị đạp đầu ra khỏi nhà đó.
Em nghĩ em ngon lắm, em xuân sắc lắm. Nhưng em đâu có biết rằng em chồng chị nó về nó thuật hết cho chị nghe. Em sai quá à đầu ơi. Em nói em không có sống được khi thiếu chồng chị phải không? Thôi giờ chị bù đắp cho em bốn thằng này, coi như lễ phí rước chồng về hen. Nói đoạn, bà ta quay đi phất tay ra hiệu. Bốn thằng lôi đào vô ghe thay phiên mà bù đắp. Tê chạng vạng thì hết nổi, tụi nó mới tha cho đào, cởi trói cho cô ta lúc này đang nằm chèm bẹp như con cá lưỡi trâu. Bốn thằng bò lên bờ đi một nước, tuyệt nhiên không thấy mấy tay chân đụng tới bất cứ thứ gì trên ghe của đào. Cô ta nằm đó chân tay rã rời, vừa mệt vừa tức mà chìm vô giấc ngủ. Chiều đó, đàn ông trong xóm rạch lùm cứ ngóng mãi xuống sông mà không thấy bóng dáng của quán nhậu cô Đào chạy ngang. Ông nào ông nấy thở dài thường thượt, thay thiêu thiếu cái gì đó không biết. Trong số đó có ba Tuân, hai vợ chồng anh mới dọn về đây ở được nửa năm. Nhà nghèo nên cất cái chòi ở đậu dưới bến sông nhà anh ba mến. Ngày ngày thấy Đào chạy ghe ngang liếc mắt đưa tình thì Tuân cũng rạo rực trong người lắm. Nhưng vì nhà không có tiền, Tuân chỉ có thể lâu lâu hùng tiền lại với mấy ông trong xóm xuống ghe của Đào mà nhậu một bữa. Cơm nước xong là Tuân ra trước cửa nhà mà ngóng. Cứ nhớ nhớ trong trong cái dáng người đáy thắt lưng ông, cái môi mỏng chúng chím cười, cái mắt lá khoai liếc một cái là rung rinh cả tâm hồn. Thấy chồng cứ thẫn thờ nhìn ra hướng sông, vợ Tuân thở dài, kéo thằng nhóc con vô trong lòng mà hung hết, như muốn nuốt xuống cái hơi thở bất lực muộn phiền. Chờ trong tới tối mà không thấy bóng Hồng trong mộng xuất hiện, Tuân ra sau chòi lấy vài cái chài bỏ vô thùng, đội cái đèn lên rồi đi về hướng sông cái. Vợ Tuân dòm theo mà mắt đỏ hoe, cô ghét cái nghèo quá, nó làm cho đầu óc con người ta lẩn quẩn, nó làm cho thanh xuân người đàn bà tắt liệm. Về phần Tuân, tâm trạng đâu mà quăng chài quăng lưới. Anh lội bộ một hơi lại cái bến sông mà đào hay đậu ghe, dòm xuống thấy trống trơn. Phía ngoài sông cái có ánh đèn ghe đang dập dềnh theo sóng nước. Tuân thở dài than thầm, người ta phải kiếm cơm nhà giàu chớ ai đâu mà để mắt cái thằng như mình. Đoạn Tuân lựa mấy cái bến rắn mà quăng chài, chài được hai chài, Tuân xách nửa xô cá tôm đi về chòi, bỏ cái ạch xuống đó rồi rửa tay chân đi ngủ, kể cho vợ muốn làm gì thì làm. Mấy nay không khí trong nhà ngột ngạt quá chừng, hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào. Bị gì Tuân đòi mua cái xuồng để tiện việc tới lui chài lưới. Nhà thiếu trước hụt sau, còn mỗi đôi khoen cưới, nên vợ Tuân cứ chần chờ hoài. Tới ngủ chung giường mà cũng quay lưng lại với nhau, vợ Tuân buồn cứ nén tiếng thở dài trong bụng. Lòng Tuân cũng đang tròng trành như chiếc xuồng trên sóng thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Đào, gợi lên trong Tuân những suy nghĩ khác lạ xa xôi. Xế chiều của một tuần sau đó, khi mấy thằng bạn nhậu đã lên bờ khất khưởng về nhà, Tuân chần chờ ở lại, cứ ngồi nhìn tiếc lấy Đào. Đào liếc Tuân một cái rồi khẽ cười, sau nay mình nhìn em ghê vậy, bộ em đẹp lắm hay gì? Đào đối với anh lúc nào cũng đẹp, đẹp như con sông quê mình vậy đó, dịu dàng êm ái mà mướt thôi là mướt à. Ý, dữ ác không? Này văn thơ lai láng luôn á. Xỉn rồi phải không? Về đi, chớ hồng chị ba bà kiếm em bảo quậy nữa ngang mình. Nó mà dám đụng tới cộng lông chân của em thôi là anh khô máu với nó liền. Phải chi nó được một góc gót giò của em thôi cũng đỡ. Đàn bà chi mặt mày ú dột hãm tài à, xấu hết chỗ chê. Em mà chịu á, khuya nay anh dắt em bỏ xứ này đi mượn ăn. Em chỉ cần ngồi ở nhà thôi, mình anh lo hết. Chàng ơi, mình nói chơi hay nói thiệt vậy mình? Em mà có cái phước đó sao? Thân đàn bà liễu yếu đào tơ, chỉ cần người để nương tựa thôi, chứ cần gì hơn nữa đâu. Mình thương em thì nhớ y lời nghe không? Tuân mừng quýnh quán ôm hôn Đào một cái chụp, rồi chạy dội lên bờ. Chờ Tuân đi khuất, Đào trề môi,
thứ đĩa đeo chân hẹn. Nghèo muốn chết, tối ngày ăn nhậu mà kêu con này cuốn gói đi theo hả? Tao cho mày leo cây cho bỏ tật, đồ đàn ông khốn nạn. Nghĩ xong, Đào nguýt Tuân một cái dài sọc, quay trở vô ghe. Thấy đã hết chuối chát, Đào cột cái ghe cho chắc, rồi lội bộ lại nhà bà Hai Liệu để mua. Thấy bà Hai đang lôm khôm chỗ cái sàn lãng dưới mé sông, Đào rình rình lại hù bà Hai một cái thiệt lớn. Hù bà Hai, nhảy nhảy. Một nổi mày té xuống mương, leo lên rồi nhảy xuống, leo lên nhảy xuống. Sau câu liệu dài sọc, bà Hai nhảy cái ùm xuống sông. Đào trên này cười ngát ngang ngát nghẽo đau hết cả bụng. Định thần nhìn lại thì không thấy bà Hai đâu nữa. Đào hơi giật mình kêu lớn. Bà Hai! Bà đâu rồi bà Hai ơi? Đừng có giỡn vậy không vui nghe. Leo lên bán cho con bùn chú chét nè bà Hai ơi! Không thấy động tĩnh gì, Đào chạy dọc theo mé sông dòm xuống. Hoàn toàn im ắng. Đào đâu biết rằng bà Hai lóng rầy hay bị dập bẻ. Bất ngờ phóng xuống nước, bà bị dập bẻ đâu điếng, không bơi lội gì được. Thêm bất ngờ nên bà bị sạt nước rồi chìm luôn xuống dòng sông nước lớn tràn bờ. Kiếm thêm một hồi, nhìn quanh quất, biết chăng không có ai thấy, Đào chạy dỗ về ghe mà tìm cách chạy tội. Chẳng lạ lùng gì khi mà chuyện xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật nhưng lại không ai hay biết. Là bởi cả xóm đang tập trung chỗ chòi anh Tuân, lúc nãy đi nhậu về, vợ chồng gây cãi rồi dẫn tới xô xát. Tuân nắm đầu vợ, lôi sình sạch ra sông mà trấn nước. Tiếng la hét của vợ Tuân, tiếng thằng nhỏ khóc la gian dậy đánh động cả xóm. Người xót ruột, kẻ hiếu kỳ bu đen bu đỏ, lớp chửi bới náo loạn hết cả một khu. Sau một hồi thì mọi chuyện cũng giải quyết xong, ai về nhà nấy. Người nào cũng chửi thầm Tuân, đàn ông đúng là nhậu nhẹt riết sanh hư. Tối khuya bữa đó, Đào đang lo lắng chưa biết phải làm sao, thì Tuân xuất hiện, tay xách cái cặp đệm, bên trong đựng mấy bộ đồ, nhìn Đào mỉm cười. Đào cũng cười với Tuân, mà trong lòng suy nghĩ không thôi. Mẹ bà nó, giờ phóng lao rồi, phải theo lao thôi. Ở lại đây tới người ta kiếm ra bả, điều tra ra chắc chết á. Coi như mượn thằng này làm chứng cứ ngoại phạm, thà mang tội giật chồng còn hơn giết người. Tuân nhẹ nhàng nắm lấy tay Đào. Để cho em thiệt thòi rồi. Em đừng lo, anh sẽ lo lắng bảo vệ cho em. Từ đây về sau, em cứ tin vô anh là được rồi. Đào nép vô lòng Tuân mà nghiến răng nghĩ thầm. Mẹ mày, vợ con mày mà mày còn nỡ bỏ. Vậy mà kêu tao tin mày. Tin mãi cha mày chứ tin. Tao theo mày một đổi, rồi cũng đá mày thôi con. Sau đêm đó, cả xóm không còn thấy chiếc ghe của Đào với bóng dáng của Tuân đâu nữa. Vợ Tuân cũng như người mất hồn, cứ ra vô ngóng chồng, quên luôn cơm nước cho thằng nhỏ. Nó đói khóc tím tái hết cả mình mẩy. Làng xóm ai cũng thương, khuyên cô nên cố gắng vượt qua. Dù sao cũng còn có bà con xung quanh, không lẽ không đùm bọc nổi mẹ con cô. Về phía bà Sáu, hai ngày nay bà cứ thắc mắc, không biết bà Hai bà đi đâu mà nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Bà con trong xóm sợ bà ra ao mương có chuyện gì, xúm nhau mò kiếm quá trời mà không thấy. Đêm đó, bà Sáu nghe tiếng gõ cửa. Bà mở hé cái cửa dòm ra, thì thấy bà Hai đứng đó mình mày ướt nhẹp. Bà mừng quá, la lên. Chàng ơi, bà Hai! Một nỗi tôi té ngàn té dọc lộ xuống sông. Trời ơi chị Sáu, sao chị hù tôi dữ vậy? Chàng đét ơi, cáo lỗi, tôi thấy chị tôi mừng quá. Đi đâu hai ngày nay bà con kiếm muốn chết mà không có nè. Tôi có đi đâu, tôi ở dưới sông nè, vừa lạnh vừa đói, kêu mấy nhỏ dắt tôi lên Sáu ơi. Bà Sáu nghe bà Hai nói năng kỳ cục, dòm xuống thấy nước động dưới hai chân. Chân bà Hai thì hổng lên cả tấc, mình mấy bà Hai ướt nhẹp, mặt xanh như tàu lá. Bà chành miệng ra cười, mấy con cá chốt thi nhau nhảy ra rớt xuống đất. Hoảng hồn hoảng vía, bà Sáu la cái hới giật mình ngồi dậy. Thì ra, bà nằm mơ, đưa tay lau mồ hôi trên trán,
mà trong bụng bà bất an vô cùng. Bà nói thầm: Hai ơi, bà đừng có chuyện gì nghe bà Hai. Tối đêm sau, cũng như mỗi đêm, anh Ba Mến với mấy anh trong xóm bơi xuồng đi canh chài cá chốt. Vô mùa, ban đêm tụi nó ăn móng rào rào, rình rình quất một chài là gỡ mệt nghỉ luôn. Đang bơi nhẹ nhẹ thì anh Ba hít hít mũi, hỏi: Mấy ông có nghe mùi gì thúi thúi không vậy? Mấy ông kia nghe hỏi thì gật đầu lia lịa. Một ông lên tiếng: Mờ như ai dục nguyên con heo chết hay gì á mấy cha, tôi thấy ớn luôn à. Bơi thêm một chút, mấy ổng nghe tiếng động rào rào dưới nước. Anh Ba quay qua nhìn mấy ông kia gật gật. Ông nào ông nấy thủ sẵn tay chài, chắc mẩm quăng mẻ này gỡ con nước tới sáng. Đếm 1, 2, 3, cả bốn chiếc xuồng cùng quăng chài một lượt, rọi đèn vô chỗ vừa rồi. Ai cũng ngạc nhiên, cái chài của anh Ba nặng trịch, kéo ẹ ạch. Nghĩ là chài trong cái bụi bập bẹ, anh Ba cố lôi thêm chút nữa thì tá hỏa. Anh vừa chài dính một cái xác người sình ương thối hoác. Hú hồn hú vía, anh Ba cặp xuồng lại xuồng anh Tám, một tay vẫn cầm cái chài đặng kéo xác vô bờ. Vô tới bờ, anh với anh Tám nhảy xuống túm cái chài, ôm gọn cái xác lên bờ mà tri hô lên. Lát sau, cả xóm đã tập trung gần như đông đủ, ai cũng phải bịt mũi vì cái mùi khó chịu xộc lên. Lật cái chài ra, nguyên một thay người đàn bà bị cá rỉa te tua, nằm còng queo, tay chân huynh hoang. Tông bị rụng một mảng khá lớn giữa đầu, một bên mắt đã mất, trong miệng trồi ra mấy con cá chốt mập ú. Có mấy bà chịu không nổi, nôn mửa luôn tại chỗ, không khí vô cùng khó chịu. Chợt bà Sáu chen vô mà la lên: Bà Hai, bà là bà Hai đó mấy đứa ơi. Mới hồi đêm hôm qua, bà về báo mộng cho tao nè. Mèn đét ơi, sao mà ra cái nông nổi này vậy nè. Dòng kỹ lại tướng tá thì mọi người cũng gật đầu khẳng định đây là bà Hai, nhất là cái vòng bằng đồng thau bà đeo bên cánh tay phải nữa. Ai cũng nghẹn ngào xót xa, sống đã khổ, giờ chết cũng không được toàn thay. Mọi người bàn nhau, chăng trời tối bà Hai ra sàn lãng làm gì đó rồi trượt giò té xuống mà thôi. Đâu ai nghĩ bà đã phải trải qua chuyện động trời gì. Đám tang nhanh chóng được tổ chức. Nói là đám tang chứ thực ra cũng chỉ để bà nằm đắp chiếu đó, thắp nhang cúng chén cơm cái trứng, chờ mấy ông đàn ông đóng hàng mà bỏ bà vô đem chôn. Bà cũng như bà Sáu, sống neo đơn, không ai nương tựa. Giờ chết đi cũng chỉ có làng xóm lo toan. Nghĩ đời người cũng chỉ có bao nhiêu đó chứ dĩ đâu. Chết á mà còn được người dân tận tình tương trợ như vậy thì sống đâu uổng kiếp người. Rồi cái xóm nhỏ cũng trở về nếp sống bình thường như trước nay đã từng. Bàn thờ bà Hai thì có bà Sáu tới lui chăm lo nhang khói. Lâu lâu sắp nhỏ cũng qua đốt nhang, bà Sáu cứ dặn hoài: Đi qua thì nói lớn một chút cho bà Hai bá nghe, nhưng mà đừng nói lớn quá, bá giật mình tội nghiệp bá. Vậy đó, rồi tới một đêm nọ, có thằng cha say rượu đi té lên té xuống. Lúc đi tới cái bến sông nhà bà Hai, thấy có cái đèn bão ai treo leo lét trên cây, dòm xuống thấy cha nội nào nằm đắp chiếu, kế bên là cái chài với cái xô. Mắt nhắm mắt mở, thằng chả mới siêu vẹo đi tới. Thằng chả tưởng là mấy ông dân chài đi canh nước đặng chài cá. Chả chui tọt luôn vô cái chiếu mà nằm ké, miệng lè nhè: Huynh đài, cho đệ nằm ké tỉnh chút đệ gì à? Chớ đi hồi nữa cắm đầu xuống sông như bà Hai liệu thì tan nát đời qua của đệ à. Chỉ nghe một tiếng ừ trong cổ họng người kia, nằm ngủ một chập, nhắm bộ men trong người đã bay hết. Thằng chả để lồm cồm ngồi dậy thì phát hiện người kia đang ghét cái chân lên người mình. Chả mới hất ra mà hất không được, miệng bắt đầu lèm bèm: Cái cha nội này, đi chạy mình mấy ướt nhẹp mà ghét lên mình của mình nữa chứ. Người thì lạnh như chồng chóng chết trôi vậy. Không chết trôi
chớ là gì. Cái giọng nghẹn đặt âm âm kê sát bên tai. Chả rụng rời tay chân, cố bường ra khỏi cái chiếu, hít thở toàn bộ xác thối, nên lúc này mắt mũi thằng chả tối sầm hết lại rồi. Chả gào thét hết sức có thể để mong có ai đó tới giúp, nhưng mà la trắc tiếng luôn cũng không thay đổi gì. Chả mới xuống giọng năn nỉ. Dì hai ơi, có phải dì không? Con xin dì ơi, dì tha cho con đi dì. Con hết mẻ luôn, nứt cục luôn rồi. Con xin dì, dì tha cho con. Mẹ bà mày, mày chửi tao mà non hả mày? Mất dạy ghê hen. Mặt mẹ chả quán quéo, than thầm trong bụng. Trời ơi là trời, chết rồi mà không hết cái tật lãng tai nữa à. Chả mới cố gắng nói cho lớn, nhưng mà vì la nãy giờ nên càng muốn nói lớn, nó càng bị nghẹt lại eo éo eo éo à. Dì hai ơi, con là ở dạy, nó động đấy gì? Dì buông ra cho con đi đi, con sợ rồi. Không, tao đâu có mai mở nổi mà đòi mua, mày không vừa thôi. Nhầm chứng đã hết cách, thằng chả trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Nhưng chợt một tia sáng lóe lên trong đầu. Chả nằm im chịu trận, cố nuốt mấy lần nước miếng, tặng hắn mấy cái cho thông giọng. Bất ngờ chả thụp một cái rồi la lên. Hù gì hai, biến mất đi. Người thằng chả ngay sau đó nhẹ tưng, chộp lấy thời cơ, thằng chả dùng chạy lồm cồm. Bên tai còn văng vẳng tiếng của bà hai. Bà nói mẹ nó bay rồi, vụt rồi, té mương lột ruộng bò vậy. Trời ơi là trời, là thằng quý yêu này, mày hù tao nữa rồi đó. Sáng bữa sau, trong xóm rộ lên cái tin thằng cha út hèm bị bà hai liệu nhét. Ai nấy nghe xong ôm bụng cười muốn hỏng ra hơi. Bà Sáu thì qua đốt nhen cằn nhằn bà hai. Chạy đó, cái tật vừa liệu vừa láng tai mà còn đi nhét người ta. Có bữa nó hù cho chạy mất tiêu, không biết đường về nhà cho coi nè. Cây nhang cháy nhanh, tàn nhang bẻ cuốn tròn mà hỏng rụng như đồng ý với lời la rầy của bà Sáu. Trưa đó, bên nhà của vợ Tuân vang lên tiếng chửi bới của cô. Mọi người không biết là chuyện gì, nhanh chân chạy qua ngó. Bị gì trước giờ, vợ Tuân ít nói lắm, sống không ít lòng với ai. Làng xóm ai cũng thương là vậy. Qua tới nơi, thấy có người đàn ông đang quỳ trước cửa chòi. Vợ Tuân thì chống nạnh, vừa khóc, vừa chỉ tay, chửi. Anh biến đi cho khuất mắt tôi. Đi theo con đó bỏ mẹ con tôi cù bơ cù bớt. Giờ bị nó đá thì quay về năn nỉ. Anh coi mẹ con tôi là cái gì? Sao anh khốn nạn vậy? Anh đi không? Anh không đi tôi lấy chổi chà tôi quét à. Anh lại em tha thứ cho anh. Giờ anh hối hận lắm rồi. Người ta nói đúng, một miếng tình quê bằng một xề nghĩa chợ. Anh sai rồi. Em cho anh cơ hội đi. Từ đây về sau, anh hứa anh bỏ nhậu nhẹt, anh lo mần ăn lo cho em với con. Nếu mà anh sai lời, em đuổi anh đi, anh cũng chịu, không dám cãi nữa. Bà cô làm ơn nói giùm con một tiếng đi, con biết lỗi rồi. Bà Sáu thấy tội nghiệp, lên tiếng khuyên can. Vợ Sáu thấy vậy, thằng Tuân là nó sai dữ dằn lắm rồi đa. Hai tháng trời qua, bay biết vợ con bay sống cực khổ cỡ nào không? Bay làm tổn thương tình cảm vợ chồng, làm buồn lòng vợ bay. Gặp tao, tao cũng ghét cũng đuổi, chứ đừng nói chi với con nhỏ. Nhưng mà vợ thằng Tuân à, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Con nhắm tha thứ cho nó lần này, được không con? Cho nó có cơ hội quay đầu. Thí dụ mà nó chứng nào tật nấy hen, Sáu là người đầu tiên cầm chổi chà quét nó đi. Con thấy sao? Vợ Tuân tay quẹt nước mắt, gật gật đầu. Tuân mừng quá, nhào tới ôm bà Sáu cảm ơn lia lịa. Đoạn mọi người giải tán cho vợ chồng trẻ hội ngộ với nhau. Quả như lời hứa, Tuân chí thú mừng ăn lắm. Không bao lâu sau, hai vợ chồng cất được cái nhà tươm tất hơn. Anh ba mến nói. Bay còn ít vốn, cứ ở lại bến nhà tao mà cất nhà. Chừng nào đủ tiền mua đất rồi thì vợ chồng con cái bay đi, tao cũng không cản mượn chi tao. Vợ chồng Tuân rơm rớm nước mắt, cảm ơn anh ba rối rít. Cất xong cái nhà, Tuân chạy xuồng lên chợ huyện bổ đồ về cho vợ bán tạp hóa.
cà phê cà pháo cho dân trong xóm. Tuân thì chài lưới kiếm cá tôm làm khô, làm mắm, đem lên chợ huyện bán. Bà Sáu truyền cái nghề làm mắm lại cho Tuân. Anh học khá nhanh. Tuy không được ngon như bà Sáu Mần, nhưng mà khách họ mê lắm. Vì vậy mà công việc mần ăn của vợ chồng Tuân ngày thêm thuận lợi, phất lên ngó thấy. Vợ chồng đang đã phát triển thì có chuyện xảy ra. Bữa đó vợ Tuân đang lu bu bán đồ cho khách, bỏ thằng con 3 tuổi chơi mình ên. Nó đi tới đi lui cầm trái banh thảy thảy, trái banh rớt xuống mé nước. Ngộ cái là sông đang chảy mà trái banh nó cứ đứng im chỗ đó, xoay vòng vòng hóng trôi đi. Thằng nhỏ hí hửng chồm ra đạn vớt thì nhào luôn xuống nước. Ở trong nhà mọi người nghe cái sùm thì giật mình quay qua, kiếm không thấy thằng nhỏ đâu. Nhìn ra sông, thấy trái banh màu xanh đã trôi tuốt lại đằng xa. Biết chuyện xảy ra rồi, mạnh ai nấy nhảy xuống mà mò kiếm thằng nhỏ. Một người đằng xa quơ dính thằng nhỏ thì la lên báo hiệu. Ai nấy quýnh quán chạy tới đặng cấp cứu. Vợ Tuân cắn môi bật máu vì không dám nhào lại chỗ con. Bị gì xưa nay theo lẽ thường, vớt người dưới sông lên, người thân tuyệt đối không được lại gần. Nếu không, người gặp nạn sẽ hộc máu mà chết. Mọi người ra sức cấp cứu, nào vác chạy tới lui, nào đốt lửa trong khạp bỏ thằng nhỏ lên lăn, nào giật tóc mai các thứ, nhồi tim liên tục. Nhưng thằng nhỏ cứ rủ ra, mắt mở trừng trừng, mặt sợ hãi vô cùng. Hình như lúc dưới sông, nó nhìn thấy cái gì ghê lắm thì phải. Sau mọi nỗ lực bất thành, mọi người nhìn nhau nghẹn ngào. Dòng về hướng vợ Tuân, mắt cô đảo khắp lượt, vừa khóc vừa lắp bắp. Sao mọi người không cứu cô con nữa? Nó còn sống, mắt nó còn mở kìa. Mọi người em thanh vậy, hay là cô tỉnh lại rồi phải không? Cô chạy thiệt nhanh tới, đoạn đường có chừng 20 thước mà cô té hết mấy lần. Vừa chạy vừa bò, cô ôm chầm lấy cái xác nhỏ xíu vô lòng. Lúc này, miệng thằng nhỏ trào ra máu lẫn nước sình, cứ đỏ đỏ đen đen kéo dây kéo nhớt. Cô không khóc được, chỉ nghe trong lòng mình có cái gì đó cuộn lên, rồi nhẹ hẳn. Mắt cô nhòe nhòe một màn đen. Khi vợ Tuân tỉnh lại thì trời đã khuya. Cô đang nằm trong vòng tay của Tuân, lúc này đang nhạt nhòa nước mắt. Tuân cứ nấc lên từng chập. Mỗi lần như vậy, anh lại ôm xiết vợ vô lòng, sợ rằng nếu buông ra thì vợ sẽ theo con mà rời bỏ anh. Thằng nhỏ đã được chôn cất luôn ngay sau đó rồi. Giờ này chỉ còn có hai vợ chồng trong căn nhà trống trải, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng thằng con. Vợ Tuân không khóc, cô cười cay đắng, miệng lẩm bẩm. Nghiệp chướng mà, quả báo mà. Sau cái chết của thằng nhỏ, Tuân ngưng buôn bán trên huyện mà ở nhà hữu hỷ với vợ. Sợ vợ nghĩ quẩn, đi đâu cũng kè kè hai vợ chồng với nhau. Nhìn thấy cảnh đó, ai nấy xót xa lắm thay, mà không biết phải khuyên bảo gì cho phải. Lóng rầy, xóm rạch lùm xuất hiện ma quỷ càng quấy. Ai đi đêm một mình sẽ bắt gặp một người đàn bà đầu tóc cháy khét lẹt, mình mẩy ướt nhem, mặt mày sình ương, da tróc từng lớp dày để lộ thịt mỡ bên trong, cười nhăn cái hàm răng trắng hếu đưa hết nướu ra ngoài vì không có cái môi. Gặp người là cô ta rượt theo rủ đi chơi, có khi thì thấy
Cô ta ngồi dắt dẻo trên cây mà hét ư ử, giọng cứ âm u như từ cõi nào truyền tới. Chính chuyên cũng chỉ một chồng, lẳng lơ còn được mấy ông một bà, thét rồi thì ai cũng thành ma. Theo sau là giọng cười lanh lảnh pha chút chua chát, riết rồi ai cũng sợ mà không dám đi đêm. Có đi là phải kéo cả đám đi chung, lại còn giành nhau đi giữa. Có người đi tới đoạn sông thằng con của vợ chồng Tuân bị chết đuối. Đang đi thì có thằng nhỏ trần truồng từ trong bụi cây nhào ra ôm chân cứng ngắc. Người ta giật mình la lên thì nó biến mất tiêu. Cái xóm bình thường đã vắng, nay còn xảy ra quỷ sự, ai nấy lo sợ không thôi. Riêng nhà của ông chính lò rèn thì quỷ sự diễn ra thực tế hơn chút ít. Ông cất một cái nhà sát mé sông để tiện cho bà con ghé xuồng rèn dao búa hoặc các dụng cụ cần thiết khác. Ông cho xây một cái nền xi măng để đồ không có bị lọt tùm lum mất mát. Ngày nào lò rèn của ông cũng làm tới 7-8 giờ đêm. Trước giờ đâu có gì lạ xảy ra đâu. Vậy mà thời gian này cứ hễ sáng ra là bà chính phải lấy nước dội rửa cái nền. Vừa làm bà vừa càng nhằn: "Bà mẹ đứa nào mần cái gì đổ nhớt ra đây tùm lum vậy bay? Nhớt nhầy hôi rình à. Cái này ai không để ý té thấy mù nổi luôn à." Mọi người trong nhà im re. Bị gì đâu ai biết được đó là cái gì. Liên tục suốt cả tuần trời, bà chính tức quá, nghĩ chắc có ai ghen ăn tức ở gì đó mà phá gia đình bà. Đêm đó khi làm xong xuôi, tắt đèn đi ngủ, bà chờ mọi thứ im ắng thì mò mò ra cửa đặn rình. Từ chiều, bà đã khoét sẵn cái lỗ để tiện việc dồn ra mà không đánh động. Tay bà thủ một cái cây củi đằng trước cùng tay, canh cả tiếng đồng hồ, không thấy động tĩnh chi hết. Định bỏ cuộc thì bà nghe tiếng nước động nho nhỏ. Dưới ánh trăng mùng 10 lưu căm, bà căng mắt ra thấy hai cái bóng đen một lớn một nhỏ đang từ từ trườn lên trên nền xi măng. Nó đen thui bóng hới như con cá trê. Lên tới chỗ gần cái mẻ lò rèn, tụi nó ngồi thu lưu mà sưởi ấm, vừa sưởi vừa rên rè rè trong họng như con mèo. Bà chính lúc này đã biết là thứ gì, tay chân lập cập làm rớt cây củi xuống đất. Nghe tiếng động, lập tức hai cái bóng đen nhảy ùm xuống sông mất hút. Bà chính vừa bò vừa lết vô buồn mà thở hơi lên. Ông chính vì làm nặng cả ngày nên ngủ say như chết, có biết trời trang dĩ đâu. Sáng bữa sau bà kể cho ông nghe. Ông trầm ngâm rồi nói: "Chịu á, bà mua bánh trái về cúng đi. Chắc người ta ở dưới sông lạnh lẽo không ai nhang khói. Thấy lò rèn nhà mình ấm nên lên để sưởi thôi. Không có dĩ đâu, đừng có sợ. Chịu khó sáng thì dậy sớm quét thước cho sạch, để người ta thấy được mất công đồn rồng lên nữa." Mấy ngày nay đêm nào vợ chồng Tuân cũng không ngủ được vì tiếng bước chân đi xung quanh nhà. Cứ đi sột soạt như vậy cho tới gà gáy thì nghỉ. Đêm đầu tiên tưởng là ăn trộm, Tuân mở cửa bước ra rọi đèn. Quýnh quán chạy vô nhà không kịp thở vì trước mắt Tuân là con ma cháy khét đó. Nó nhe răng cười khành khạch, đưa tay lên ngoắc Tuân. Hai vợ chồng ôm nhau chịu trận. Từ đó về sau, cho dù nghe cái gì cũng không dám bước ra coi ngó. Cứ như vậy, cuộc sống hai vợ chồng trôi qua trong sợ hãi tột cùng. Giấc ngủ thường xuyên bị phá, riết rồi ai cũng phờ phạc, mất dần sức sống. Sáng đó vợ Tuân bàn với chồng: "Anh à, hay là anh đi thỉnh thầy về trấn đi, chớ cứ như vậy sao vợ chồng mình sống nổi." "Anh cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà đi thì đi hai đứa, chớ bỏ em ở nhà anh không yên tâm." "Không sao đâu, ban ngày mà anh tranh thủ đi trong ngày rồi về. Nó toàn nhát ban đêm thôi, chớ ban ngày nó không làm được gì mình đâu." "Ờ, vậy anh đi liền, em ở nhà cẩn thận nghe." Nói xong, Tuân lấy tiền nhét vô túi quần, rồi mau mau nhảy xuống xuồng chạy qua xã bên để kiếm ông thầy tám nhân. Hỏi mất vài bận, cuối cùng Tuân cũng kiếm được nhà của ông thầy tám. Nhà ông ở sâu trong vườn, muốn vô nhà phải đi qua cái miễu nhỏ. Trời nắng chang chang mà bước vô nghe không khí lạnh ngát. Tuân giận ốc từng chập, ráng đi nhanh vô. Mới vô tới sân đã thấy có một ông già ở trần mặc quần đùi, ngồi ngay bộ dáng trước nhà, tay cầm cái quạt nang quạt nhẹ nhẹ. Thấy Tuân, ông cười cười ngoắc tay: "Thằng nhỏ vô đây. Sao,
đi đường nắng nôi dữ hen, vô uống miếng trà đi rồi về nè. Tuân chân hẳn nhìn ông Trân Trân, ông cười khà khà mà nói: Mèn đét ơi cái thằng này, tao nói vô đây. Tuân dạ một tiếng, khép nép ngồi xuống mép ván, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an quá chừng. Ông già rót ly trà, đẩy qua phía của Tuân. Nè, bày uống đi, trời này còn nắng dữ lắm mà nghe. Dạ, ông cho con hỏi, ông có phải là thầy Tám không? Tao nè, mà thôi, tao không có giúp được đâu. Nhân quả hết bay ơi, tao không dám cãi mệnh trời. Bay coi nghỉ ngơi chút nữa rồi về, ở lâu vợ bay ở nhà coi bộ không ổn mà. Ông nói xong, đứng lên đi ra sau nhà, rồi không trở lên nữa. Tuân không biết ớt giáp chi hết, lủi thủi đi về. Trong nhà, ông Tám nhìn ra, thở dài một cái. Mắt ông hơi buồn, bước ra nhìn theo bóng lưng của Tuân mà than thầm trong bụng. Số kiếp hết con ơi, đâu ai thoát nổi nhân quả tuần hoàn đâu. Vợ Tuân ở nhà chờ chồng từ sáng tới trưa đứng bóng cũng chưa thấy chồng về. Cô đi tới đi lui dọn dẹp trong nhà mà bụng dạ hổng yên. Chợt có ai kêu cửa mua đồ. Bước ra thấy một cô gái mặc áo bà ba xanh, tóc dài xõa chấm gót. Chăn mới gội nên thấy vài giọt nước còn nhiễu động dũng dưới nền. Cô ta đội cái nón lá che hết nửa khuôn mặt. Cất giọng nhẹ nhàng, cô ta thỏ thẻ nói: Chị ơi, bán cho em 2 lít dầu lửa với cái hộp diêm. Cô đợi tôi chút nghe. Vợ Tuân quay vô, lấy bệt bỏ 2 chai dầu lửa đã đông sẵn vô, với tay lấy cái hộp diêm, vừa làm vừa hỏi: Ủa, cô ở đâu tới mà mua thấy lạ quá? Dạ, em mới dông ghe lại cái bến đằng kia, coi thấy hết dầu lửa nên em lại đây mua. Chị có mì gói không? Bán cho em thêm 2 gói. Mấy nay em đói quá, không có gì ăn hết trơn. Nghe thấy cũng là lạ, vợ Tuân đem thắc mắc mà trở vô lấy mì cho cô gái. Vừa cầm lấy 2 gói mì từ tay vợ Tuân, cô ta lập tức ngồi thụp xuống, xé ra, nhai rào rạo. Vợ Tuân hơi nhăn mặt vì thấy lạ. Hay cô đưa đây tôi đi nấu giùm cho, ăn mì sống sình bụng chết à. Em chết rồi, sợ gì chết nữa chị. Vừa nói, cô ta vừa nhẹ nhàng lột cái nón trên đầu xuống, để lộ ra cái mặt cháy đen. Hai con mắt đỏ như máu, tóc tai dần dần quắn quéo lại, bốc mùi khét lẹt. Da trên người phồng lên rồi lột ra từng lớp rớt xuống nền. Cô ta nhẹ nhàng bốc lấy, đưa lên miệng mà nhai, giòn rụm. Chành miệng cười lên khành khạch, cô ta hỏi vợ Tuân: Sao? Thấy bị ma nhát giữa ban ngày vui không? Ai biểu mày nói ban ngày là không ai làm gì được. Vợ chồng mày tính sao với tao đây? Vợ Tuân run như cua nướng, nép sát vách nhà, miệng năn nỉ mà tay lại con ma như thế sao? Tôi lại cô tha cho vợ chồng tôi hứa tôi sẽ cúng cho cô hàng ngày mà. Cô tha cho tôi đi cô. Mắc mệt hà. Hồi đó có ai tha cho tao đâu, cho nên tao không biết tha thứ cho cái giống gì hết á. Tao bắt con mày rồi, giờ tao muốn bắt thêm vợ chồng mày nữa. Xuống đó cả nhà mày phục vụ cho tao, coi bộ coi bộ vui hen. Vừa nói, cô ta vừa lết tới, nước kéo dệt dài theo người cô ta. Bộ tóc dài rối nùi bị dướng lại chỗ kẻ ván. Mặc kệ, cô ta vẫn lết càng ngày càng gần, tóc đứt phần phật, chỗ nào chắc quá thì nó kéo cả mảng da đầu của cô rớt lại đằng sau. Quá hải hùng, vợ Tuân lăn ra chết giấc, con ma cười ha hả rồi biến mất, để lại trên sàn nhà mấy cái vệt nhớt đen thui. Đúng lúc đó thì Tuân về tới, cặp xuồng vô sàn lãng, nhìn lên thấy vợ nằm sóng xoài giữa nhà. Cột dây xuồng trật dột mà phóng dội lên nhà. Vừa chạy vô, chân anh dậm phải cái thứ nhất đen đó té cái hự. Lồn cồn bò dậy thì nghe đau điếng ở chân, chắc là trật khớp rồi. Tuân cố gắng lết lại chỗ vợ nằm mà lay lay. Em ơi, em sao vậy? Tỉnh lại đi em. Có ai không? Cứu vợ tôi với bà con ơi. Vợ
Vợ chồng anh Ba Mến ở trên nhà nghe thấy tiếng la của Tuân thì mau mau chạy xuống. Thấy cảnh đó, hai vợ chồng hết hồn, sống vô người phụ một tay. Lát sau thì vợ Tuân tỉnh lại, chân của Tuân thì đã sưng lên khá nhiều. Anh Ba chẹp miệng. Thiệt á, vợ chồng bay năm nay sao xui dữ vậy? Sao không đi coi thầy coi, có chuyện gì không? Dạ, em mới đi về nè anh. Ông thầy ổng nói ổng không giúp được, em cũng không biết tại sao. Vợ chồng anh Ba nhìn nhau thở dài. Chị Ba dỗ dai an ủi vợ Tuân. Thôi, thím nghỉ ngơi đi. Chiều chị nấu cháo đem xuống cho hai vợ chồng ăn. Đứa nào cũng mệt rồi, nấu nướng gì nữa. Nói đoạn, hai vợ chồng đi lên trên nhà. Ở đây, vợ chồng Tuân nhìn nhau, mặt mày ái ngại. Giờ làm sao đây anh? Con ma nó nhát em giữa trời trưa nắng luôn đó anh. Hay vợ chồng mình đừng ở đây nữa được không? Em sợ lắm. Em cứ bình tĩnh đi. Không ở đây thì ở đâu bây giờ? Khó khăn lắm vợ chồng mình mới được như ngày hôm nay. Không lẽ giờ bỏ ngang? Còn bao nhiêu dự tính chưa làm nữa mà. Hai vợ chồng ngồi nói thêm một chập thì chị Ba bưng đồ ăn xuống. Chị cười tươi tắn mà kêu. Nè, chú thím ăn đi. Nay chị nấu cháo cốt dừa với cá lóc kho khô. Ăn đi hen, cho có sức. Chớ rầu hoài á, không có mừng ăn gì được đâu á. Thôi, chị lên trển, hai đứa ăn đi. Đêm đó, Tuân đang ngủ thì dây qua ôm vợ, dùi mũi vô mái tóc hít hà. Chợt anh khựng lại, tóc vợ anh sao mà có mùi gì kỳ vậy? Cứ khen khét thum thủm. Chợt có tiếng người cất lên. Mình thấy em có thơm hôn, có đẹp hôn mình. Nhận ra tiếng của Đào, Tuân sợ hãi hét lên, xô mạnh người đang ôm ra xa. Tiện chân, Tuân tống luôn cho Đào một đạp thiệt mạnh. Đang ngủ ngon lành, vợ Tuân bị chồng đạp một cái đau điếng thì giật mình bò dậy, loạng choạng quơ tay, rớt luôn cái đèn dầu vô vách. Phật một tiếng, lửa bùng lên, lan nhanh trên vách lá, lan luôn xuống nền ván. Mùi cháy khét lẹt làm hai vợ chồng tỉnh cả ngủ. Vì là mùa hạn nên vách nhà khô rang, một mồi lửa nhỏ cũng đã cháy phần phần. Hai vợ chồng hoảng loạn la làng la xóm. Chân Tuân thì đau, lưng của vợ Tuân cũng vừa bị hứng một đạp nên đi lại cũng khó khăn. Hai cái xác què quạt ráng lết đi mà thoát khỏi cái đám lửa mịt mù đang dần bốc cao tới nóc. Tuân ra sức kéo vợ đi, nhưng cô một mực gạt tay ra mà khó nhọc bước lại, không xuống gầm giường, kéo ra một cái rương bằng gỗ có vẻ hơi nặng. Bà con làng xóm nghe tiếng la thất thanh của hai vợ chồng thì mau mau chạy tới. Thấy lửa bốc có ngọn, ai nấy hoảng hồn, người cầm xô, kẻ cầm thau mà tạt vô chữa cháy. May mắn, nhà Tuân ở ngay mé sông, nên việc lấy nước hỏng khó khăn chi. Mấy thanh niên sống vô đạp cửa xé vách để cứu người. Lát sau thì cũng lôi được hai vợ chồng của Tuân ra ngoài. Nhưng lạ một chuyện là, cho dù tạt bao nhiêu nước, căn nhà cứ cháy là cháy, không mảy may suy suyển. Chắc do đồ đạc trong nhà nhiều, thêm phần có dầu lửa chứa mấy thùng nữa, khó dập là phải rồi. Vợ chồng Tuân thức thểu ngồi nhìn cái nhà với bao nhiêu công sức, chỉ trong phút chốc đã làm mồi cho quỷ lửa. Vợ Tuân ngồi đó khóc méo máu, rồi cười lên sùng sục. Ban đầu chỉ là những tiếng cười trong cổ họng, từ từ chuyển qua cười ha hả. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ chắc vì sốt của mà cô hóa điên. Cô đột ngột dứt tiếng cười, quay qua dòm Tuân bằng cặp mắt trắng giả. Mình thấy vui hôn mình, thấy nó cháy bằng cái ghe em cháy hôn. Là vợ Tuân, nhưng giọng nói lại không phải, mà hình như quen quen, chưa ai kịp nhận ra. Tuân lúc này đã lết ra xa, ngồi dòm vợ trơn trối. Vợ Tuân nằm nghiêng xuống đất, tay gác lên đùi, tay chổi đỡ lấy đầu, giọng đều đều. Mọi người không nhận ra tôi sao? Tôi là con Đào quán nhậu nổi nè. Chính tay thằng giặc này, nó giết, nó cướp, rồi đốt ghe tôi nè. Chứ tôi rảnh đâu á mà thành ma về nhát khơi khơi vậy. Còn con quỷ này nè. Vừa nói, vợ Tuân, nói đúng hơn là Đào, đấm vô ngực cái xác vợ của Tuân phình phịch. Hai vợ chồng nó âm mưu giết tôi để cướp của mần giàu. Mấy cái sự lục đục trong nhà tụi nó mà bà con thấy á, toàn là diễn thôi, chớ có thiệt đâu. Chẳng qua là tại tôi xui thôi.
Chợt bà Sáu bước lên. Nhưng lạ lắm, bình thường bà đâu có còng, mà bữa nay bà đi coi bộ khum dữ lắm. Bà liếc xéo vợ tôi một cái rồi chửi: Xui tổ mẹ cha mày chứ xui. Tụi xung quanh á, không đứa nào hù tao nghe không? Để tao nói cho mà biết, con quỷ cái này nè, cái bữa thằng Tuân giả bộ quánh vợ đằng kia, là con này á, nó hù tao nhảy sông chết nè. Xong rồi á, nó kiếm cớ chạy tội, sẵn lung thằng Tuân á đòi dắt đi là nó đi luôn. Mang tội giật chồng đỡ hơn cái tội giết người biết bao nhiêu. Mày chết á là vừa lắm, chết xui cái gì. Thứ như mày á, tối ngày đi phá hoại gia can nhà người ta, lãng lơ mà mất dạy nữa. Tao nói á, mà tao mắt tán mày ghê luôn vậy đó. Mọi người xung quanh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dây qua phía Tuân thì thấy anh Ba Mến đã giữ hắn lại, không cho tẩu thoát. Anh Ba nghiến răng chửi: Bà mẹ cái thằng ôn dịch này, bao lâu nay tao nuôi cướp mà không hay. Mày bữa nay á phải khai cho hết nghe chưa? Không thôi á, tụi tao đập mày chết, rồi xô xuống sông cho cá chốt rỉa luôn á, mày tin không? Dạ, anh, từ từ, để em khai. Thật ra, Tuân và vợ vốn nhân tình nhân nghĩa. Thằng nhóc con là con riêng của vợ Tuân. Hai người gặp gỡ liếc mắt đưa tình với nhau một thời gian thì chuyển qua hẹn hò ngoài lùm ngoài bụi. Tuân cứ rủ rỉ suốt với cô: Em á, bỏ cái thằng chồng cục mịch của em đi. Đi với anh, hai đứa mình sống cuộc đời mới. Em coi á, người thì đẹp thôi là đẹp, mà lấy thằng chồng vũ phu, hở ra là quánh đập, tan hoa nát ngọc hết trơn. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà còn con, không lẽ em bỏ nó mà đi thì tội lắm. Thì em ẩm con theo, con em cũng như con anh chứ khác gì đâu. Ở lại đây, cái thằng đó nó khùng lên nó đập chết à. Mấy ngày nay, hình như trong xóm phong phanh chuyện anh với em rồi đó. Nói chồng đánh đập thì nghe cũng tội thiệt, nhưng mà phải đáng tội chứ oan uổng chi đâu. Có chồng có con rồi, mà ai đợi tối ngày không lo nhà cửa, cứ bồng con đi quánh bài. Gặp trai thì liếc dọc liếc ngang, chồng thì mần quần quật ngoài ruộng ngoài rẫy. Cha mẹ chồng nói thì chửi lại son sỏn. Bữa đó hẹn hò với Tuân xong, đi về thấy con đang khóc ngặt nghẽo, bà nội ôm dỗ cỡ nào cũng không nín. Vừa thấy cô ta về, chồng cô ta liền hỏi: Chiều vợ em đi đâu mà bỏ con như vậy? Thằng nhỏ nóng sốt kìa, em hay không? Thì tôi đi công chuyện chứ đi đâu. Ở nhà có bà nội rồi, chứ có phải chết hết đâu mà không lo cho nó được. Cái nhà này hở ra là réo tôi, cái gì cũng tôi hết á. Mất dạy! Đi theo sau câu chửi là một cái bạt tai chảy cả máu miệng. Cô ta không nói không rằng giật thằng nhỏ trên tay bà nội mà đi thẳng vô buồn. Đêm đó chờ cả nhà ngủ say, cô ta ôm đồ, bồng thằng con đang ngủ dù dì thuốc, lén trốn đi theo Tuân. Về đây, thấy hoàn cảnh của Đào coi bộ dễ ăn, hai vợ chồng lên kế hoạch dụ dỗ cho Tuân dắt Đào đi rồi giết mà cướp của. Mấy tháng trời diễn giai đờn bà đoan chính, cô ta cũng bực bội trong mình lắm. Chờ có tiền rồi muốn làm gì thì làm sao. Chính Tuân cũng không ngờ Đào lại chịu đi theo hắn dễ dàng như vậy. Đầu biên đằng sau lại là sự thật động trời. Dắt Đào đi được 3 ngày chạy ghe liên tục, tới một chỗ vắng, xung quanh toàn là rừng dừa nước, sông nước mênh mông mà còn ít ghe qua lại. Tuân đậu ghe ở một đám lá, chui vô nằm dùi bên cạnh Đào. Hai người quấn nhau một chập thì mệt mỏi ôm nhau mà ngủ. Chiều lại, Tuân tranh thủ rút da Đào thêm lần nữa thì Đào không chịu mà đẩy Tuân ra. Bực mình, Tuân quyết định hành sự luôn. Sức đàn ông mà thêm thân hình hộ pháp, hắn đè nghiến Đào xuống, tay bịt miệng, tay bóp cổ. Đào giãy giụa một lát thì sụi lơ. Biết chăng Đào đã chết, hắn lục lội nát hết cái ghe, kiếm được một rương tiền vàng ở dưới khoang được Đào khóa cẩn thận. Xong xuôi, hắn lấy mùng mền cuốn xác Đào lại để trong môi. Nhìn quanh quất thấy đã an toàn, hắn bỏ rương tiền vô cái cặp đệm rồi châm lửa. Ngọn lửa oan nghiệt nhanh chóng thiêu rụi những thứ trên ghe. Chiếc ghe đã từ từ chìm xuống khi bóng lưng của hắn đã khuất dạng. Hắn loanh quanh chỗ này chỗ kia thêm ít lâu nữa cho mọi người tin là hắn với Đào ở với nhau hỏng đạn mà quay về với vợ. Nghe tới đây, mọi người phẫn nộ vô cùng.
ai cũng muốn băm dầm cái đôi gian ác này ra. Kể ra thì ai cũng có cái sai riêng của mình, chung quy chỉ vì lòng tham, thấy của người mà chỉ muốn lấy về làm của mình. Nếu ai cũng vậy thì thiên hạ này đã sớm đại loạn rồi. Sống mà biết đủ thì mọi sự đều an nhàn, quá so đo chỉ khiến con người ta trở nên mệt mỏi với chính toan tính của mình mà thôi. Bà Hai quay qua hỏi Đào: Còn mày, mày tính với tao sao đây? Dạ, con xin lỗi bà Hai, con hứa từ đây về sau con không dám vậy nữa. Mẹ bà mày, còn lần sau nữa hả? Dạ con lộn. Thôi bà Hai đừng có giận con nữa, con cũng trả giá cho hành động ngu si của con rồi. Giờ con theo bà Hai cho có bà có cháu được không? Chứ vất vưởng dày hoài á, buồn quá bà Hai à. Mày theo tao đi. Bà Sáu ngày nào cũng qua đốt nhang niệm Phật cho tao nghe. Tháng nào bà cũng rủ tao lên chùa 2 lần nghe kinh. Lúc này bà đi chùa nhiều, bà bỏ nghề mắm luôn rồi. Mà mày mừng ơn biến lại cái hình hồi chưa chết được không? Tao nhìn mày tao sợ ma gần chết à. Mọi người xung quanh bất giác cười một lượt. Bà Hai giật mình liễu thôi là liễu rồi xuất ra luôn. Vợ Tuân cũng nằm giật ra đất mà thở lên mệt nhọc. Mọi sự đã qua, vợ chồng Tuân được bà con giao cho chính quyền xử lý. Căn nhà cháy trụi, chỉ còn cái nền đất đen xì. Lâu lâu vào những đêm trăng, người ta thấy một bà già còng lưng với một cô gái tóc dài đang giỡn với đứa con nít nhỏ xíu. Một thời gian sau thì không còn thấy nữa. Chăng ngã Phật từ bi đã tiếp nhận những vong hồn đáng thương đó. Bởi mới nói, trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng phải có cái lý của nó, dù tốt hay xấu cũng do chính chúng ta tạo ra. Muốn ăn trái ngọt mà cứ thích gieo nhân độc thì mãn đời cũng không giới tới được. Hào nhoáng làm chi mà trong tâm thấp thỏm trăm bề. Thôi thì biết nhân biết quả, đặng sống cho thiện cho lành, thiện tốt lắm thay. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.